Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh báo thể thao. Và trước khi đến với những thông tin quan trọng, mời các bạn về admin điểm qua vài tin chính trong ngày hôm nay. Fabrizio Romano tiết lộ diễn biến mới vụ MU mua Sancho. Real Madrid chốt giá bán Rafael Varane cho MU. MU đã có sẵn giải pháp hoàn hảo nơi hàng tiền vệ và còn rất nhiều thông tin khác. Sau đây chúng tôi mời các bạn cùng đón xem. Fabrizio Romano tiết lộ diễn biến mới vụ MU mua Sancho. Chuyên gia chuyển nhượng Romano tiết lộ MU vẫn đang liên hệ với người đại diện của Jadon Sancho nhưng vẫn chưa gửi lời đề nghị chính thức nào cho Dortmund. Romano cũng xác nhận Chelsea đang theo dõi Erling Haaland nhưng Dortmund sẽ không bán tiền đạo này, đặc biệt nếu Sancho ra đi trừ khi The Blues đưa ra một đề nghị điên rồ. Romano viết, MU đang liên hệ với đại diện của Sancho để bàn về các điều khoản cá nhân nhưng chưa đưa ra đề nghị chính thức. Phía Dortmund muốn có 95 triệu euro cho thương vụ này. Chelsea quan tâm Haaland, tin này đã được xác nhận, nhưng Dortmund không có ý định bán Erling vào mùa hè này, đặc biệt nếu Sancho ra đi, chỉ có một cách dành cho Chelsea thôi, đó là trả một mức giá điên rồ. Tottenham mời người bị Mourinho thay thế. Theo Sky Sport, Tottenham đang trong cuộc đàm phán để mời cựu huấn luyện viên Roma Paolo Fonseca về tiếp quản chiếc ghế nóng của họ mùa sau. Fonseca dự kiến sẽ ký hợp đồng 3 năm, tuy nhiên vẫn chưa có thông báo chính thức nào tới từ cả hai bên. Spurs đã quay sang theo đuổi chiến lược gia người Bồ Đào Nha sau khi thất bại trong việc đàm phán với cựu huấn luyện viên Inter Antonio Conte. Fonseca gần đây đã bị sa thải bởi Roma và được thay thế bởi huấn luyện viên cũ của Tottenham, Jose Mourinho. Real Madrid chốt giá bán Rafael Varane cho MU. Nguồn tin từ Manchester Evening News tiết lộ, Man United đã tổ chức các cuộc đàm phán với đại diện của cầu thủ người Pháp. Đáng chú ý, Varane chỉ còn 1 năm hợp đồng và đã từ chối đề nghị gia hạn của Real Madrid. Theo đó, Varane sẵn sàng ra đi vì tin rằng có sự chênh lệch lớn giữa mức lương anh đang nhận so với người được trả cao nhất tại Bernabeu. Ngược lại, Florentino Perez thà bán Varane vào mùa hè này thay vì mất trắng. Mức giá ban đầu của Real dự kiến thu về là 60 triệu bảng. Tuy nhiên, theo Mundo Deportivo, thông qua Team Talk, Real đã hạ giá bán vì muốn sớm hoàn tất thương vụ để họ có thể tìm kiếm người thay thế. Vì vậy, Los Blancos sẵn sàng để Varane ra đi với giá 42,9 triệu bảng. Chelsea bán Hakim Ziyech 38 triệu euro. Theo Ergon Digital, Hakim Ziyech đang thu hút sự chú ý của nhiều câu lạc bộ lớn tại châu Âu dù vừa qua một mùa giải chưa được thực sự như ý tại Chelsea. Cụ thể, Atlético Madrid là một trong những đội bóng đang để mắt tới ngôi sao chạy cánh này. Huấn luyện viên Simone muốn bổ sung Ziyech vào đội hình để tiếp tục cạnh tranh những danh hiệu mùa sau. Ngoài ra, Inter Milan cũng được cho là đang quan tâm đến việc ký hợp đồng với cựu sao Ajax. Ziyech đang được định giá là 38 triệu euro. Man United đã sẵn sàng có giải pháp hoàn hảo nơi hàng tiền vệ. James Garner đã kiên nhẫn chờ đợi cơ hội lên đội 1, bây giờ là thời điểm để MU cho phép tiền vệ trẻ này làm điều đó. Ngày 27 tháng 2 năm 2019, James Garner sẽ có trận ra mắt Man United trong chiến thắng tại Premier League trước Crystal Palace. Đó được cho là thời điểm bắt đầu sự nghiệp ở Old Trafford của anh ấy. Tuy nhiên, 2 năm sau, Garner vẫn chưa có cơ hội thực sự để chứng tỏ giá trị của mình. Việc chuyển đến Nottingham Forest cho mượn đã khiến nhiều cầu thủ ở người Anh xuất hiện trở lại trong tâm trí của Ole Gunnar Solskjaer. Garner đã tỏa sáng rực rỡ ở Championship mùa này, đóng góp cho bàn thắng, khả năng lãnh đạo và thi đấu dưới sự điềm tĩnh mà bất kỳ tiền vệ đẳng cấp nào cũng cần có. Với việc Fred đang gặp khó khăn và Donny van de Beek mờ nhạt từ khi đến Old Trafford, đây có thể là thời điểm để xem Garner có thể làm gì. Ngôi sao 20 tuổi của học viện MU rất tài năng, anh có thể là câu trả lời cho các vấn đề ở tuyến giữa của Quỷ Đỏ. Đồng nghĩa với quỹ chuyển nhượng đội bóng có thể được đầu tư vào các khu vực khác. James Garner quá giỏi ở cấp độ U23 trong ít nhất 2 năm và nhìn vào những gì Garner đã thể hiện ở mùa vừa rồi, anh cũng đã sẵn sàng để chơi ở cấp độ cao hơn Championship. Dĩ nhiên, Garner chưa được đá chính tại MU, nhưng anh nên được thử lửa dần vào mùa 2021-22 giống như Scott McTominay khi còn là một tiền vệ trẻ. Hàng tiền vệ của MU hiện đang cần một người có thể làm tốt những điều đơn giản. Garner rất giỏi với trái bóng trong chân, anh ấy luôn chọn đúng đường truyền và cũng có thể thúc đẩy cả đội của mình tiến lên. Khả năng dứt điểm từ xa của anh cũng không kém Michael Carrick ngày trước. Thêm Garner vào hàng tiền vệ, bên cạnh một McTominay nhiệt huyết và Bruno Fernandes sáng tạo sẽ tạo ra sự cân bằng đáng giá. Garner sẽ có cơ hội chứng tỏ mình ở giai đoạn tiền mùa bóng. Anh đã được huấn luyện viên Solskjaer coi là Michael Carrick mới. Dĩ nhiên, bạn không thể được so sánh với một cầu thủ tài năng như Carrick nếu bạn không đủ giỏi. Hy vọng rằng Solskjaer sẽ làm những điều đúng đắn và giúp Garner trở thành một phần của hàng tiền vệ Quỷ Đỏ mùa tới. PSG muốn đưa Dembélé về. PSG tiếp tục dòm ngó các tài năng của Barca. Theo tờ Marca, mục tiêu của đội bóng nước Pháp lần này là tiền đạo Ousmane Dembélé.
Trong năm qua, PSG đã khiến Barca phải khó chịu khi có động thái mở các cuộc đàm phán liên quan tới Lionel Messi. Lần này, đội chủ sân công viên các hoàng tử biết rằng hợp đồng của Dembele chỉ còn thời hạn tới năm 2022 và có ý định quấy rầy. PSG đang muốn Dembele hoãn gia hạn với Barca rồi có thể đón cầu thủ này về theo dạng tự do vào năm sau. Dù chiến lược gì được đưa ra thì nó cũng sẽ làm Barca cùng Joan Laporta khó chịu. Maurizio Sarri tái xuất ghế huấn luyện với Lazio. Hôm qua, câu lạc bộ Lazio đã chính thức bổ nhiệm huấn luyện viên Maurizio Sarri vào ghế nóng đang được bỏ trống sau khi chia tay Simone Inzaghi. Hợp đồng của cựu thuyền trưởng Chelsea có thời hạn 2 năm. Huấn luyện viên Sarri đã đồng ý ngồi vào ghế thuyền trưởng của Lazio cách đây hơn một tuần, nhưng ông chậm trễ vài ngày để thanh lý các điều khoản hợp đồng chưa kết thúc với Juventus. Wolves bổ nhiệm tân huấn luyện viên. Wolves thông báo câu lạc bộ đã chính thức bổ nhiệm ông Bruno Lage làm huấn luyện viên trưởng của đội bóng. Ông Bruno Lage sẽ thay thế Nuno Santos dẫn dắt Wolves kể từ mùa giải tới. Với sự thay đổi trên băng ghế huấn luyện, Wolves được cho sẽ thực hiện công cuộc thanh lọc đội hình trong thời gian tới. Những trụ cột của đội bóng như Amada Traoré, Pedro Neto và Ruben Neves đều có thể ra đi. Dàn xếp ổn thỏa, Solskjaer hiểu lý hiểu tình ở Man United. Chiến lược gia người Na Uy hiểu rằng với sự sắp xếp này, đây có thể là bước ngoặt giúp đội hình Manchester United thêm thăng hoa. MU vào mùa hè bận rộn ở nhiều vị trí. Sau mùa giải 2020-21, Manchester United kết thúc với những giờ giang. Vị trí thứ hai tại Premier League đồng thời về nhì Europa League là những điều mà hiển nhiên ban lãnh đạo đội bóng lẫn các cổ động viên đều không cảm thấy xứng đáng. Có những thời điểm, Quỷ Đỏ leo lên vị trí số 1 ngoại hạng Anh, nhưng vì lực lượng và nhân sự mỏng khiến mọi tính toán của huấn luyện viên Solskjaer đổ sông đổ biển. Bên cạnh đó, đồng thời với viễn cảnh thay đổi chiến thuật và đội hình, huấn luyện viên Solskjaer hiểu rõ ông cần sắp xếp ổn thỏa tình hình nhân sự của câu lạc bộ. Một mặt mang về nhiều cái tên tiềm năng, mặt khác giữ chân những công thần quan trọng, tiếp tục phục vụ cho công cuộc phục hưng của đội bóng. Thời gian qua, câu chuyện về David De Gea là một ví dụ điển hình. Rất nhiều hoài nghi về tương lai thủ môn người Tây Ban Nha trong bối cảnh David De Gea đã cống hiến 10 mùa giải trong màu áo Quỷ Đỏ. Sự xuất hiện của Dean Henderson cùng cuộc cạnh tranh ở vị trí Man United khốc liệt hơn bao giờ hết. Tuy nhiên, rõ ràng là thủ môn người Tây Ban Nha không xứng đáng kết thúc mọi thứ một cách chóng vánh như thế. David De Gea ở lại Man United là hợp lý. Sau khi Ole Gunnar Solskjaer đăng đàn tuyên bố rằng Henderson cũng là thủ môn số 1 của Man United, mọi người đều hiểu rằng vị trí và vai trò của David De Gea đã bị giảm sút nghiêm trọng. Thật khó cho thủ môn một thời từng được Sir Alex Ferguson tin tưởng khi mà câu chuyện che giả măng mọc từ bao đời này đã là lẽ thường. Tuy nhiên, đúng như những gì truyền thông Anh đã phân tích, De Gea vẫn còn có thể cống hiến hết mình cho Man United thêm nhiều mùa giải. Thậm chí, có nhiều nguồn tin còn tiết lộ thủ thành người Tây Ban Nha sẽ tiếp tục ở lại Old Trafford từ mùa giải tới, bất chấp những tin đồn về tương lai. Có thể thấy, nếu Solskjaer quyết định giữ chân và tôn trọng tài năng của De Gea, rõ ràng chiến lược gia người Na Uy đã làm đúng. Bởi dù cho Henderson là một thủ thành trẻ giàu tiềm năng, nhưng về kinh nghiệm và bản lĩnh trận mặc, De Gea vẫn trên một bậc. Trong công cuộc phục hưng Man United, Dean rất cần những sự truyền đạt và học hỏi kinh nghiệm của De Gea để ngày càng đứng vững hơn trong khung gỗ MU. Nếu mọi chuyện êm đẹp như giới truyền thông xứ sương mù đang loan tin, Solskjaer thật sự là người hiểu tình hiểu lý ở Old Trafford. Chelsea ra giá 60 triệu euro cho Hakimi. Achraf Hakimi đã gia nhập Inter Milan với giá 40 triệu euro từ Real Madrid vào mùa hè năm ngoái. Cầu thủ 22 tuổi nhanh chóng khẳng định được chỗ đứng ở Inter, góp công lớn đưa đội bóng này vô địch Serie A 2020-21. Theo Sky Sports, màn trình diễn ấn tượng của Hakimi thu hút sự quan tâm từ Chelsea. Đội bóng thành London đã liên hệ với Inter đề xuất mức giá 60 triệu euro để đòi hỏi mua Hakimi. Tuy nhiên, đề nghị bị Inter chối từ. Inter đòi 80 triệu euro mới bán Hakimi. Để thuyết phục Inter, Chelsea tiếp tục đưa ra đề nghị mới, kèm trao đổi hai cầu thủ là Emerson Palmieri và Andreas Christensen. Với động thái này, Chelsea đang vượt lên trên các đối thủ khác trong cuộc giành Hakimi, nhưng thuyết phục được Inter hay không vẫn còn là vấn đề thời gian. MU đề nghị gia hạn Jesse Lingard. Quỷ Đỏ được cho có thể đề nghị Jesse Lingard một hợp đồng mới tại Old Trafford. Ngôi sao 28 tuổi đã phải vật lộn trong nửa đầu chiến dịch mùa giải vừa qua trước khi được MU cho West Ham mượn từ tháng 1 và tỏa sáng tại đây. Lingard đã ghi được 9 bàn thắng, có thêm 5 pha kiến tạo trong 16 lần ra sân cho West Ham. Đây là lý do đội bóng của huấn luyện viên David Moyes muốn mua đứt tiền đạo này. Tuy nhiên, theo ESPN, Lingard vẫn có thể có trong kế hoạch tương lai của Solskjaer và MU, với việc câu lạc bộ đang xem xét đưa ra hợp đồng mới khi thỏa thuận hiện tại hết hạn vào cuối tháng này. Nếu nhận được đề nghị, chắc chắn Lingard sẽ yêu cầu đảm bảo được ra sân thường xuyên hơn, chứ không chấp nhận cảnh miệt mài dự bị. Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video này.
Nếu quý vị và các bạn yêu thích, hãy ủng hộ mình một like, nhấn vào đăng ký kênh và đừng quên ấn vào chuông thông báo ngay bên cạnh để không bỏ lỡ bất kỳ video nào mà chúng tôi lên sóng. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại!